là chính phủ cho chúng ta có thể làm nét chứ là cái hợp biệt cân bằng một cái điều đa cân là cái làm chúng ta làm là so làm năng cái tẹt là bằng cái năng cái tẹt cái hàng như vậy có rồi to nó tôm là cái làng chính phủ năng cái tôm làng cái khó làng nét thì cho là cái hâu cái làng chính phủ là cái nó cái cali là cái rác cái gì mà tôm hết học từ đây nó cái đây làng chỗ cái làng nó rồi ừ ờ thì đó nó to nó cầm một cái gì đó nó một cái gì cái đây mình đi học từ đó hâu nó cái làng đi học là hết cái việc cho nó tương hành ra mua bằng cái gì đó qua nó bằng cái rồi từ qua nó là bằng cái lang lóc là cái nhớ ừ lòng to cái này cái lang nó chặt hơn luôn lang to cái này nhưng mà cái thằng nét sẽ làm hết đó mà sao mà nó tung giang chọc nó chặt nó có khăn nó là cái và bằng một cái đó cái miếng độc tích vô là tại chỉ có thể độc tích luôn là lợi và nét sẽ mất hết rồi đó bằng giang chọc nó thì bắt là cái chọc nó thế xong là chúng sẽ làm như thế đó